Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp chia sẻ món ăn rất là đơn giản nha bạn, dễ làm. Ở đây là có 200 g đậu que, 150 g nấm rơm, nửa củ cà rốt, một gốc tư khóm, đầy hành, tỏi, ớt. Mình chỉ xào món chay đơn giản để chấm nước tương, nước mắm ăn nha. Giờ mình bắt chảo dầu, mình cho muỗng canh dầu vô, dầu đã nóng mình cho hành tỏi vô. Đầu hành lá với tỏi thôi. Tiếp tiếp mình cho khóm vào xào cho nó ra nước chua chua ngọt ngọt nó ngon. Món ăn này rất là đơn giản nhưng mà cũng có chất dinh dưỡng nha cả nhà. Mình cho vào một chút xíu bột nêm, chút xíu đường, chút dầu mè, chút nước, cho vào một chút nước tương. Mình lấy nắp lại. Cho vào nước tiêu. Giờ món ăn của mình đã chín rồi. Mình cho ra dĩa đậu que này, các bạn đừng có xào mà nó mềm nhũn, nó không ngon nha. Nó chín tới nó giòn mà nó ngọt. Còn mình xào mà nó chín quá nó không có ngọt. Nó mất đi độ ngọt mà nó mất đi cái độ giòn. Bây giờ món ăn của mình đã chín, mình đã múc ra dĩa rồi, các bạn thấy ngon không? Một món ăn rất là đơn giản nhưng mà rất là ngon nha. Thôi bây giờ mình chào cả nhà nha. Chúc cả nhà ngon miệng như này. Các bạn có thể chấm nước tương hoặc chấm nước mắm nếu các bạn xào lạc. Còn các bạn xào mà hơi cứng cứng chút là mình để gì mình ăn luôn. Mình không cần phải chấm nước tương, nước mắm gì nha các bạn. Thôi giờ mình xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà luôn bình an.